Bùi Kiến Thành sinh năm 1931 là cố vấn tài chính cho nhiều thủ tướng nước ta. Ông là người góp phần mở đường cho chính sách đổi mới, trực tiếp tham gia vào tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Cuốn sách Bùi Kiến Thành, Người mở khóa lãng du thực tế là một cuốn hồi ký ghi lại cuộc đời nhiều thăng trầm và luôn tìm kiếm những chiếc chìa khóa, mở những cánh cửa đưa tới cơ hội tốt đẹp hơn cho người Việt Nam. Vì thế, theo nhân vật chính Bùi Kiến Thành, đây không phải là một cuốn sách lịch sử, dù liên quan đến nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử, mà là một tập hợp hồi ức mang tính cá nhân với những ý kiến chủ quan. Ông chia sẻ trong lời mở đầu của cuốn sách, cuộc đời lúc thăng lúc trầm, vinh quang trộn lẫn với đắng cay. Tôi may mắn được chứng kiến và tham gia những khúc quanh quan trọng của lịch sử, lại được đem chút tài hèn phụng sự đất nước, quê hương. Sau chặng đường dài, tôi xin ghi lại dăm ba mẩu chuyện, gọi là góp vui cho quý bạn những lúc trà dư tửu hậu, biết đâu cũng thêm được vài điểm đang để ngỏ của thế sự hưng vong. Cách thể hiện của nhóm tác giả trong cuốn sách không giống tưởng tượng ban đầu của tôi, khiến tôi bất ngờ, thú vị bởi sự mới mẻ, trẻ trung và nhiều màu sắc. Bùi Kiến Thành sinh trưởng trong một gia đình thuộc dòng họ Bùi ở Quảng Nam, có truyền thống hiếu học. Gia đình ông có nhiều người nổi tiếng, cha là bác sĩ Tín, người sản xuất ra dầu gió Khuynh Diệp, chú là nhà thơ Bùi Giáng, em trai là kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc. Ông được đào tạo bài bản về tài chính tại Mỹ. Ông từng là người trẻ nhất trong hơn 60 đại diện ngân hàng nhà nước được cử sang học tập tại Mỹ vào thập niên 1950. Từ năm 1965, ông sang Paris định cư, bắt đầu quãng thời gian dài xa quê hương, hoạt động như một nhà đầu tư bất động sản tại miền Nam nước Pháp. Hơn nửa đời bôn ba, đầu thập niên 1980, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành được chính phủ Việt Nam liên hệ xin ý kiến tư vấn góp sức cho tiến trình đổi mới. Năm 1991, ông trở về Việt Nam sinh sống, làm cố vấn cho ba đời thủ tướng, đó là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng. Do một nhóm tác giả trẻ thực hiện với Lê Xuân Khoa chấp bút, Xuân Chi và Thanh Huyền thu thập xử lý thông tin, cuốn sách được chia làm 4 chương ghi lại những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của chuyên gia Bùi Kiến Thành. Nhóm tác giả đã thực hiện 40 cuộc gặp với Bùi Kiến Thành và một số nhân vật liên quan để thực hiện cuốn sách này trong vòng 2 năm. Và đặc biệt dưới giọng văn của Xuân Khoa, cuộc đời của nhân vật chính hiện lên đầy sinh động như một cuộc phiêu lưu với những cuộc trò chuyện thân mật, một sự chia sẻ và thấu hiểu giữa hai thế hệ. Một người trải qua thời thơ ấu khi nước nhà còn là thuộc địa và một bên là những người sinh ra trong hòa bình hôm nay. Cảm nhận khác về thế giới. Mỗi ngày một cuốn sách, 13:55 hàng ngày trên VTV1.